Đấy, xe này thì được trang bị khung nâng là 4,5 m, khung nâng 3 tầng nâng, 3 xi lanh. Nếu mà chúng ta cần phải lấy hàng ở trong container ấy, thì đối với lại những chiếc xe nâng điện đứng lái này hoạt động ở trong kho xưởng, thì khi mà cái nền xưởng nó bằng với lại cái thành container ấy, thì chúng ta có thể ra vào công và lấy hàng ở trên tầng 2, tầng 3 một cách rất là dễ dàng các mọi người nhé. Cái khung này được thiết kế là khung chui công, có thể lấy hàng được ở trên tầng 2, tầng 3. Và khi mà chúng ta nâng cái càng này lên, mọi người nhìn nhé, khi mà chúng ta nâng cái càng nâng này lên thì cái độ cao của khung nó không thay đổi, nên là nó sẽ không bị chạm vào cái thành container, nên là chúng ta có thể lấy hàng tầng 2, tầng 3 rất là dễ dàng nhé. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube xe nâng ANP Việt Nam. Trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người một chiếc xe nâng điện đứng lái dùng trong kho xưởng có lối đi nhỏ hẹp bị hạn chế nhé mọi người nhé. Đối với lại một chiếc xe nâng điện đứng lái thì cái bán kính quay vòng của xe nó chỉ khoảng 2,3 m cho đến 2,5 m thôi, nên là cái khoảng cách lối đi của chúng ta từ 2,8 m cho đến 3 m là rất thoải mái nhé mọi người nhé. Đấy, thì khi mà chúng ta bị giới hạn về cái không gian làm việc, không gian khoảng cách đường đi như vậy, thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng một chiếc xe nâng điện đứng lái. Và nếu mà cái tải trọng của chúng ta từ 1,5 tấn đổ xuống thì đây là một chiếc xe phù hợp với mọi người nhé mọi người nhé. Đây là một chiếc xe của Toyota, xe nâng điện đứng lái 1,5 tấn. Hiện tại thì chiếc xe này đã được bên mình sơn một lớp sơn mới, nên là mọi người nhìn này, chiếc xe này hoàn toàn không khác gì xe mới. Nếu mà chúng ta thay một cái bộ bình ắc quy mới cho xe nữa nhé mọi người nhé. Hiện tại thì xe này đang được trang bị cái bình ắc quy theo xe, được bên mình nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản về đây và có kèm theo giấy tờ đầy đủ, nên là mọi người yên tâm khi mà mua hàng tại xe nâng ANP Việt Nam nhé. Đấy, quay lại với chiếc xe nâng này thì mọi người có thể nhìn thấy những gì mà mọi người nhìn thấy ở trên xe này, ắc quy này, rồi hệ thống motor bo mạch các thứ này, rồi gương đèn còi các thứ. Ngoài cái việc sơn một lớp sơn mới ra thì còn lại là nguyên zin nguyên bản 100% theo xe, nhập về như nào lên video như thế nhé mọi người nhé. Đối với lại dòng xe nâng điện đứng lái thì sẽ dùng bình 48V 280Ah là bình cơ bản của xe nhé mọi người nhé. Đây bình này Made in Japan này, nhập khẩu trực tiếp theo xe luôn nhé mọi người nhé, năm 2013 này. Đấy, rồi mọi người nhìn này, cái phần motor bo mạch, đây cái phần motor, hệ thống motor của xe này. Ở trong đây thì có motor lái, motor thủy lực, rồi motor di chuyển đấy. Hiện tại thì cái xe này nó không được tích hợp sạc sẵn ở trên xe ấy, nên là chúng ta sẽ phải sử dụng một cái bộ sạc rời ở bên ngoài nhé mọi người nhé. Đấy, chúng ta sẽ sạc trực tiếp điện cho bình ắc quy và cung cấp, và bình ắc quy sẽ cung cấp điện để cho chúng ta sử dụng nhé mọi người nhé. Đối với một bình ắc quy cũ này thì sẽ hoạt động được khoảng 3 giờ nhé mọi người nhé, 3 giờ liên tục có tải đối với một bộ ắc quy cũ trong xe ấy. Còn nếu mà chúng ta thay bình ắc quy mới thì nó sẽ hoạt động được từ 5 đến 7 giờ nhé mọi người nhé, 5 đến 7 giờ liên tục. Đấy là cái thông số mà nhà sản xuất người ta đưa ra chúng ta để chúng ta tham khảo. Trên thực tế thì chúng ta sẽ phải dùng được nhiều hơn cái thời gian đấy, tại vì không có bên nào mà chúng ta nâng hàng phun tải rồi di chuyển đi di chuyển lại liên tục mà không phải hạ hàng từ đây hạ xuống bên kia nhá mọi người nhá. Đấy, còn cái phần bề mặt bình ắc quy này thì cái bình ắc quy này là bình nguyên bản theo xe luôn. Đấy, cái bình này có thể là nó cũ rồi, mọi người cần cái thời gian sử dụng nhiều hơn chẳng hạn thì mọi người sẽ thay một cái bộ bình mới nhé mọi người nhé. Đấy, chúng ta thay một cái bộ bình mới cho chiếc xe này thì chiếc xe này gần như là chẳng khác gì xe mới cả. Đấy, còn về cái vấn đề vận hành của xe thì mình sẽ lái thử cho mọi người xem nhé. Chiếc xe này nó đang báo pin sắp hết rồi, khả năng là mình quay xong cái video này là mình sẽ phải đi sạc, nếu mà không thì sẽ không đảm bảo cái pin để cho chúng ta sử dụng. Ngoài ra thì khi mà mọi người sử dụng xe nâng thì mọi người nhớ chú ý là đến khi mà xe còn hai vạch cuối cùng, tức là còn 20% điện cuối cùng ấy, thì chúng ta bắt buộc phải mang đi sạc nhé mọi người nhé, tránh cái tình trạng là xe nó sẽ hết điện giữa đường và chúng ta sẽ không có một chiếc xe nâng khác hay là không có một thiết bị khác để cẩu hay là để kéo chiếc xe này về trạm sạc, thì lúc ấy xử lý nó sẽ rất là khó khăn nhé mọi người nhé. Còn ở xưởng mình thì bên mình có rất là nhiều xe nâng, nên là nếu mà chiếc xe nâng này nó có hết điện ấy thì bên mình sẽ có những chiếc xe nâng khác để nâng bế nó đi chỗ khác, hoặc là bên mình sẽ đổi một cái bộ bình ắc quy khác để cho xe nó có thể hoạt động được tiếp nha mọi người nhé. Đấy, xe này thì được trang bị khung nâng là 4,5 m, khung nâng 3 tầng nâng, 3 xi lanh. Nếu mà chúng ta cần phải lấy hàng ở trong container ấy,
Thì đối với lại những chiếc xe năng điện đứng lái này hoạt động ở trong kho xưởng, thì khi mà cái nền xưởng nó bằng với lại cái thành container ấy, thì chúng ta có thể ra vào công và lấy hàng ở trên tầng 2, tầng 3 một cách rất là dễ dàng các mọi người nhé. Cái khung này được thiết kế là khung chui công, có thể lấy hàng được ở trên tầng 2, tầng 3. Và khi mà chúng ta nâng cái càng nâng này lên này, mọi người nhìn nhé, khi mà chúng ta nâng cái càng nâng này lên thì cái độ cao của khung nó không thay đổi, nên là nó sẽ không bị chạm vào cái thành container, nên là chúng ta có thể lấy hàng tầng 2, tầng 3 rất là dễ dàng nhé. Mọi người nhìn nhé, đến một cái chiều cao nâng nhất định thì khung nó mới bắt đầu nô cao nhé. Đây mọi người nhìn này, cái chiều cao nâng này thì nó sẽ được khoảng 1m2, 1m1 đến 1m2. Đấy. Và nếu mà chúng ta cần nâng cao nữa thì chúng ta có thể bỏ cái giá đỡ này ra nhé mọi người nhé. Nếu mà chúng ta cần nâng cao nữa để lấy hàng ở trên tầng cao nữa thì chúng ta có thể bỏ cái giá đỡ này ra. Thì khi đấy lên đến chiều cao này thì khung nâng thì cái khung thứ hai nó bắt đầu nhô lên này. Đấy. Mọi người nhìn thấy khung thứ hai nó nhô lên ở phía trên này chưa? Đấy. Đấy. Đấy, chiều cao này thì nó rơi vào khoảng 1m5 đến 1m6 này. Đấy. Thì chúng ta lấy hàng ở trên tầng thứ hai, tầng thứ ba rất là dễ dàng nhá. Đấy. Đấy, xe này được trang bị khung chui công 3 tầng nâng cao 4m5 và tải trọng nâng là 1,5 tấn là tối đa nhá mọi người nhá. Với dòng xe nâng điện đứng lái này thì bán kính quay vòng của nó rất là nhỏ thôi, nên là chúng ta dùng ở trong những cái kho xưởng hẹp ấy nó rất là tiện lợi này, mọi người nhìn thấy này. Cái khoảng cách từ đuôi xe cho đến phần đầu càng xe kia nó mới rơi vào khoảng 2m2 khoảng đấy. Thì cái lối đi của chúng ta từ 2m5 đổ lên là chúng ta có thể đi lại di chuyển một cách dễ dàng đấy mọi người nhá. Nâng hạ này. Xe nâng điện đứng lái thì nó sẽ có ga tay trang điều khiển tối thiểu ra vào khung và gạt tù càng này. Đấy. Đấy, cái phần ra vào khung này giúp cho chúng ta tiết kiệm cái bán kính quay vòng nhé mọi người nhé. Đối với dòng xe nâng ngồi lái thì chúng ta không thể thay đổi hay là di chuyển cái phần khung nâng được, nhưng mà đối với xe nâng điện đứng lái này thì khi mà chúng ta đưa ra để lấy hàng này, xong rồi chúng ta co vào này, thì cái khoảng cách từ đuôi xe đến đầu xe nó được thu gọn lại rất là đáng kể nhé. Chỗ này phải rơi vào khoảng 50-60 phân để giúp chúng ta tiết kiệm cái bán kính quay vòng và phù hợp ở trong các cái kho xưởng nhỏ. Ngoài ra thì khi mà chúng ta dùng xe nâng điện đứng lái ấy, thì chúng ta chỉ dùng được ở trong các cái kho xưởng có nền lối đi bằng phẳng như này thôi nhé mọi người nhé. Nếu mà mọi người đi ra ngoài đường thì nó sẽ không đi được, tại vì cái gầm của nó rất là thấp. Cái thứ hai nữa là đi vào những cái mấp mô, những cái gồ mặt đường nó gồ về, nó có những cái vật cản gì không bằng phẳng ấy, thì sẽ dẫn đến là hỏng những cái bánh xe của chúng ta đó mọi người nhé. Bánh xe của chúng ta là bánh PU nên là chúng ta chỉ đi được ở trong cái đường bằng thôi. Đấy. Ngoài ra thì cái vấn đề bảo trì bảo dưỡng nó cũng là một cái vấn đề mà rất quan trọng khi mà chúng ta sử dụng xe nâng. Đối với lại việc bảo trì bảo dưỡng xe nâng định kỳ hàng tuần, hàng tháng thì mọi người theo dõi dựa trên cái số giờ hoạt động của xe hoặc là dựa trên cái thời gian theo tháng, 3 tháng, 6 tháng chẳng hạn, thì mọi người sẽ thay dầu, thay lọc thủy lực, rồi dầu cầu, rồi bơm mỡ bôi trơn các cái hệ thống trục khớp nối, rồi khung nâng các thứ này nhé mọi người nhé. Còn đối với việc bảo trì bảo dưỡng EQ thì mọi người khoảng 3 ngày thì chúng ta sẽ phải kiểm tra cái mực nước cất ở trong bình EQ một lần, để tránh cho cái tình trạng là EQ nó hết nước cất thì nó sẽ bị cháy những cái cực trì ở bên trong nhé mọi người nhé. Đấy. Đây như kiểu mức nước cất này là vừa đủ này. Mọi người nhìn thấy cái vạch trắng nhá, nó lên đến miệng này là vừa đủ nhá. Còn nếu mà như này thì đầy quá thì khi mà chúng ta sử dụng xe nó sẽ bị trào ra làm oxy hóa những cái thành bình này đấy. Rồi điện nó sẽ bị rò rỉ ra ngoài nhá mọi người nhá. Còn khi mà để cạn kiệt quá này thì nó sẽ dẫn đến là cháy những cái cell bình ở bên trong đấy. Mọi người hãy kiểm tra và châm nước cất đầy đủ cho ắc quy mỗi trước mỗi lần sạc nhá. Và một bộ bình ắc quy 48V thì nó sẽ có 24 cell nhỏ, thì mọi người sẽ mở tất cả những cái cell nhỏ này ra để kiểm tra đầy đủ nhé mọi người nhé, tránh tình trạng là nó sẽ có 1-2 cái cell thiếu nước cất và nó sẽ bị hỏng. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu cho mọi người một chiếc xe nâng điện đứng lái tải trọng nâng 1,5 tấn của Toyota, chiều cao nâng là 4,5 m và khung nâng đang được trang bị cho xe nâng này có tác dụng ra vào và hoạt động trong container một cách rất là dễ dàng nhé mọi người nhé. Nếu mà mọi người có nhu cầu, mọi người có thể liên hệ đến bên công ty xe nâng ANP Việt Nam. Bên mình có khá là nhiều những chiếc xe nâng điện đứng lái, ngồi lái, rồi tải trọng từ 1,5 tấn đến 2 tấn, 3 tấn. Nó phù hợp với lại nhu cầu hoạt động sử dụng xe nâng của mọi người. Mọi người có thể lựa chọn cho mình những chiếc xe nâng phù hợp với lại nhu cầu công việc của bên mình. Hoặc là nếu mà mọi người chưa biết lựa chọn cho mình một chiếc xe nâng như nào là phù hợp,
mọi người có thể liên hệ đến bên mình sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ mọi người 24/24 giờ. Cái số điện thoại hotline tư vấn mình sẽ để ở bên trái của màn hình đây, mọi người có thể liên hệ đến một trong những cái số đấy, ai cũng có thể tư vấn được cho mọi người nhé mọi người nhé. Đấy, ngoài ra thì nếu mà mọi người có những cái băn khoăn, những cái thắc mắc gì về xe nâng, mọi người có thể đặt câu hỏi ở phía dưới phần comment của video này, mình sẽ giải đáp thắc mắc cho từng người về những câu hỏi liên quan đến xe nâng trong cái vùng kiến thức mà mình biết, hoặc là mình có thể đi tham khảo tài liệu hay là tham khảo những người khác để giải đáp cho mọi người những cái thắc mắc và giúp cho mọi người có cái phương án sử dụng xe nâng tốt nhất có thể nhé mọi người nhé. Video hôm nay mình xin được kết thúc ở đây. Nếu mà mọi người thấy video này hay và bổ ích, mọi người cho mình xin một like video cũng như là một đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo ở phía bên dưới để nhận được những video mới nhất mỗi ngày mình cập nhật các sản phẩm, các dịch vụ của xe nâng ALV Việt Nam trên kênh YouTube này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Xin chào. Xe nâng ANP Việt Nam, trao niềm tin, nhận giá trị